chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng, Giang Nhất Anh phụ trách. Kính chào khán giả của Người Việt TV. Nhanh chào anh Trần Nguyên Thắng. Hai Nhất Anh. Thưa anh, hôm nay thì Nhanh muốn biết đến một cái thành phố của Úc là thành phố Melbourne. Thì hôm nay anh Thắng sẽ chia sẻ cho Nhất Anh với được, lại được. Chúng ta có thể nói về Melbourne. Tại vì Úc thì tôi cũng là có dịp đến khá nhiều lần. Thành thử cũng đã biết. Dĩ nhiên tôi đến Úc, tôi không phải là sinh sống ở Úc, nhưng mà Úc là một cái nơi chốn mà du khách đến cũng khá đông. Thì ở Melbourne thì nó là thành phố đứng thứ mấy ở Úc? Thành phố Melbourne thì nếu mà so sánh với Sydney thì nó hơi nhỏ hơn Sydney một chút. Thế tuy nhiên thì thành phố Melbourne là coi như lớn thứ hai. Và đặc biệt là thành phố Melbourne nó không có được cái đồ sộ hoặc là những cái hiện đại như là bên Sydney. Nếu vậy thì thành phố Melbourne thì mình, nếu mà khách mà có dịp mà đến tới đó thì người ta sẽ đi tới những địa điểm nào? Thực sự thì nếu mà so sánh như lúc nãy Nhất Anh vừa mới hỏi tôi đó, để so sánh thì dĩ nhiên thì Melbourne vẫn nhỏ hơn Sydney đôi chút, nhưng mà cái bù lại thì cái không gian của Melbourne nó cho tôi một cái cảm giác là ấm cúng hơn ở Sydney. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng mà ở Sydney cho tôi nhìn thấy những cái gọi là đồ sộ, những cái vĩ đại. Chẳng hạn như cái cầu Harbour Bridge hoặc là cái nhà hát Opera House. Thì không hiểu sao nó vẫn cho tôi một cái lớn lao nhưng mà không có sự ấm cúng như là Melbourne. Mặc dù Melbourne thì phố xá nó không có những building cao nhiều, nhưng mà bù lại thì nó cho mình một cái gần gũi. Có lẽ là tại người Á Châu nhiều quá. Tại vì nói đến Melbourne, chúng ta gặp người Thái Lan, người Việt Nam, người Campuchia, người Lào, người Hoa, rất là nhiều người Nhật Bản, Đại Hàn chẳng hạn. Đi cả cái phố mà phần lớn mình có thể nhìn, đôi lúc tôi có cảm tưởng giống như là đang ở Hồng Kông. Ở Melbourne thì có địa điểm nào mình để mình đi du lịch ở đó anh? Melbourne thì thực sự thì như vừa mới nói Nhất Anh, nó là một sự ấm cúng. Dĩ nhiên nó cũng có những cái building mới lớn và những cái gọi là hiện đại, nó đang cố gắng nó phát triển. Nhưng mà những cái điểm mà tôi cho là để du khách đến không phải chỉ để xem thành phố Melbourne không. Nhưng mà từ Melbourne chúng ta đi về phía đông, hoặc chúng ta đi về phía tây, hoặc chúng ta đi lui về đi ra biển, chúng ta đều có những cái thắng cảnh để mà xem cả. Chẳng hạn như ở biển phía tây, chúng ta đi thăm Great Ocean Road. Đó là một trong những con đường rất là đẹp và cho tôi rất là nhiều cái suy tư, cũng như là những cái nhìn lại đời sống của con người chẳng hạn. Tại sao anh Thắng tới đó là anh Thắng lại suy tư? Nếu mà nói như vậy thì Nhất Anh hỏi thì nói thì để mình nói nó có một cái câu chuyện. Cái con đường Great Ocean Road đó, nó được xây dựng từ đầu thập niên 1930. Đó là cái sở dĩ chính phủ Úc phải làm con đường đó. Họ muốn dành những công việc cho những người cựu chiến binh trở về từ những chiến trận để họ có công ăn việc làm. Thì chính phủ Úc đã dành ra một cái khoản tiền và đã xây dựng cái con đường đó, và họ đặt tên con đường đó là con đường Great Ocean Road, do những người thủy thủ, do những người mà đã từng là cựu chiến binh trong các cuộc chiến ở Gallipoli ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, họ trở về và không có việc làm, thì họ đã xây một con đường dài khoảng 240 km. Và bây giờ đến Melbourne chúng ta có thể đi thăm con đường đó, và đến cái chặng cuối của con đường đó là cái cảng ở Campbell. Và ở cái cảng đó, nó cho tôi rất là nhiều cái câu chuyện về cái thiên nhiên, về cái khu vực đó. Nó có những cái biển và những cái cliff, nó gọi cliff là những cái dốc đứng của núi đó. Thành ra nó tạo ra những khung cảnh biển và đất rất là đẹp. Nhưng mà đồng thời ở trên đó, nó có những cái tảng đá đứng giữa biển. Và người ta đã gọi là một, tôi không biết là ngày xưa nguyên thủy nó có 12 tảng hay không, nhưng mà người ta đã gọi đó là 12 thánh tông đồ đứng ở trên biển. Nãy anh Thắng nói là không biết còn 12, có đúng 12 cái hồi xưa thành ra ngày xưa hết, nhưng mà bây giờ thì tôi biết là đã một số nó bị tan vào trong biển rồi. Thành thử bây giờ chỉ còn có thể 8 cái hay 7 cái thôi, tại vì không ai biết được chứ, không ai biết được cả, tại vì có đến đó chúng ta nhìn đó. Và đặc biệt là quý vị khán thính giả có thể sẽ xem được những cái video clip hoặc những cái hình ảnh mà chúng tôi đưa ra để chúng quý vị thấy. Chỉ cần ngày hôm trước, ngày hôm sau, hai cái chỗ đó khác nhau rồi. Chẳng hạn như cái trước đó một ngày thì còn 12 vị, ngày hôm sau có thể chỉ còn có 10 vị thôi. Tức là
biển đã xô đẩy và sóng kéo ra ngoài tất cả những cái tảng đá đứng đó. Tại vì những cái tảng đá thực sự nó là sandstone thôi, nó là đá cát. Thành ra khi mà nó tan vào biển đó, nó không để lại một cái dấu vết gì cả. Hoặc như có một cái dãy cầu được người dân bản xứ đó, họ đặt tên là London Bridge. Tại vì có lẽ tại cái cầu nó giống như cầu London Bridge ở bên London. Nhưng mà cái cầu đó đùng một cái, ngày hôm trước có, ngày hôm sau là thấy mất nguyên một cái cái nhịp cầu rồi. Thành thử rất là lạ, là cũng không phải là lạ, nhưng tại vì đó là các đá cát thôi, thành thử có thể nó bị tan rất là nhanh. Chẳng hạn như tôi có dịp đến, ngay cả cá nhân tôi, một mùa trước tôi đến, thì lúc tôi vẫn đứng chụp hình ngày đó, mà có thể tôi sẽ để cho quý vị khán thính giả xem những cái video clip, những hình ảnh mà tôi đã chụp. Thì chụp thì cái hình ảnh nó rất là đẹp, nhưng mà kìa lần sau khi tôi đến tôi chụp, tôi có một cái cảm tưởng như nó thiếu một cái gì, nhưng mà lúc đó hoàn toàn tôi không biết cả. Và nhưng mà khi về nhà và mở lại cái ảnh cũ, mình mới bật ngửa ra, nó đã gãy mất một cái rồi. Nó gãy nguyên một cái hạt, một cái vòm, nó đã bị sụp xuống biển và nó tan biển. Tại vì khi nó sụp như vậy á, thí dụ nó còn để lại những đống đá, đống đất hay là cái gì đó, mình biết nó bị sụp. Còn khi mà nó rớt xuống biển, nó tan vào biển và không để lại một dấu tích gì cả. Thành thử cái đó mình thấy đời sống rất là vô thường khi mà đến những cái khung cảnh như vậy. Nó làm cho cá nhân tôi nhìn vào cái đó, mình thấy nay còn, mai mất, rất là nhanh và không ai nói trước được cái điều gì hết. Nhìn thấy cái cảnh đẹp ở đó rồi nó lại cho mình một cái cảm nhận, như suy nghĩ về cuộc sống của mình. Đúng, thì cái đúng đó biết anh. Cái là cái điểm mà có trên cái con đường Great Ocean Road đó, nó cho tôi rất là nhiều cái cảm nhận lạ lùng lắm. Chẳng hạn như đến đó, gần đó thì đến có một câu chuyện về cái khu vực nó dần ta đặt tên là Loch Arc Gore, tức là cái hẻm vực Loch Arc. Nhưng mà Loch Arc nguyên thủy ngày xưa ở đó nó không có tên đó. Nhưng mà vào cuối thế kỷ thứ 19 á, thì một cái thuyền từ Anh đã đi xuống đây và đem theo một số khách hàng. Có thể là đó là những người di cư xuống Úc Châu, và phần lớn là những người ta di cư. Thì khi đến cái khu vực đó thì cái thuyền nó đụng phải đá ngầm mà họ không biết, và kết quả là thuyền chìm. Nhưng mà cái thuyền chìm thì chỉ có hai nhân vật được sống, được thoát, là một người thanh niên là 19 tuổi và một người thanh nữ cũng 19 tuổi. Và anh chàng này tại biết bơi, thành đã cố gắng ôm được một cái gì, phao cứu gì đó, đã cố gắng bơi vào bờ. Nhưng trên đường anh chàng bơi vào thì anh chàng nghe tiếng kêu hét giúp đỡ của một cô gái. Và anh đã quay trở lại và anh cứu được cô gái đó. Và đó là hai người duy nhất còn sống trong cái thuyền đó. Thành ra cái thuyền đó ngay cái chỗ đó bây giờ đó, người ta đặt tên cái khu đó là Loch Arc Gore, tức là hẻm vực. Và người ta để lại những cái bảng lưu niệm về cái con thuyền đó bị đắm. Dĩ nhiên thì khi mà hai nhân vật như nhất anh biết, một nam một nữ mà khi họ sống sót trở lại như vậy đó, thì bao nhiêu câu chuyện thêu dịch về một mối tình này nọ của giữa hai người, nhưng thực sự thì hai người không có gì hết. Nhưng mà tại giờ cái câu chuyện đó mà mình đã theo dịch đến nhiều cái đó, thành khác ra, nhau. Đến Úc chúng ta cũng học được nhiều cái câu chuyện về thần tiên, câu chuyện về những cái bên cạnh đời sống, những cái rumor. Nhưng mà thực sự nó như thế nào thì cũng không ai cần biết hết, mà chúng ta chỉ biết những cái nét đẹp, những cái lưu truyền lại thôi. Mà hồi nãy anh quên hỏi anh Thắng á, là từ thành phố Melbourne, tại vì anh Thắng nói là cái Great Ocean Road này nó nằm ở ngoài thành phố Melbourne, nằm phía tây. Thế vậy thì từ khoảng 240 km khá là xa, là mình đi khoảng bao nhiêu lâu? Hai tiếng đồng hồ, hai tiếng đến ba tiếng đồng hồ. Trên đường đi thì chúng ta lại còn được thưởng ngoạn những cái, nó giống như hệt như là cái những con đường chạy dọc theo bờ biển đó. Thế là đi đến đâu chúng ta có những cái khoảng đẹp thì chúng ta nhìn được cái biển của phía nam và nước Úc. Đó cũng là cái điểm mà một cái không gian rất là đẹp để chúng ta thưởng ngoạn. Tức là thành phố Melbourne thì phía tây của thành phố Melbourne thì chúng ta đi về Great Ocean Road, nhưng mà chúng ta đi về phía đông nam đó thì chúng ta đụng vào một cái đảo nó gọi là Phillip Island. Cần nói thêm một chút xíu là Melbourne là một cái thành phố nằm trong một cái vịnh, nó gọi là vịnh Phillip, Port Phillip. Đó, thành ra cái thành phố Melbourne được cái vịnh Phillip nó che chở thì nó rất là tốt về tránh được mưa bão, phải không? Nhưng mà chúng ta đi về phía đông nam của thành phố Melbourne, chúng ta đi đến một cái đảo nó gọi là Phillip Island. Đến Phillip Island thì chúng ta sẽ được xem cái sinh hoạt của đời sống của một con chim cánh cụt, con penguin. Con penguin ở trong nước Úc đó, nó không cao lắm, nó chỉ bằng một gang tay thôi. Đó. Thế nhưng mà lúc mà trời choạng vạng tối đó, lúc mặt trời tắt
và chọn vào tối là cái lúc những con chim cánh cụt đó, nó từ dưới biển nó đi ngược lên. Nó đi ngược lên và nó lững thững, nó đi về cái ổ của nó. Ổ của nó thì nằm phía trên. Và ngày nào cũng vậy, mỗi một ngày nó đều trở về lại. Buổi sáng nó đi xuống để kiếm mồi, và buổi tối nó trở về lại ổ của nó. Nhưng mà mình người ta đã xây dựng những cái đường để cho du khách có thể đứng xem cái sinh hoạt của nó. Và chúng ta thấy nó lững thững đi về. Đặc biệt một cái là, nhớ anh biết không, nó về đúng ổ của nó. Không có con nào nó đi lạc ổ cả. Còn có, nó có đi chơi không thì tôi không biết, nhưng mà có thỉnh thoảng có một vài con đi ra cả ngoài ngoài lộ, ngoài xe đó. Nhưng mà được du khách thì vẫn lúc nào cũng hướng cho tụi nó đi về lại. Thành ra tụi nó đi đâu về ổ. Và đặc biệt là mình nhìn cái cách sinh hoạt của nó rất là hay. Có nhiều con đó, mái, chắc là mái, nó ấp trứng. Và sau đó thì nó thay phiên nhau, nó ấp. Rồi con đực đi về kiếm mồi về, đem về hay là như thế nào đó. Nhưng mà mình có thể nhìn thấy đời sống tình cảm của chúng nó nữa. Chúng nó có thể, con đực đi tới đâu, đứng quay lại nhìn cái con kia đi tới chưa, hoặc là về tới cửa nhà thì nó đứng đó, mà nó đứng lại rất là lâu. Rồi một lát mình thấy một con khác lững thững đi về, rồi nó mới chui vào. Giống như là cuộc sống con người của nó, mình. Nó là một đời sống mà dĩ nhiên nó là một cái sinh vật khác mình thôi. Thì thành thử mình có dịp quan sát đời sống của nó rất là hay. Nhưng mà cái đặc biệt là mình cố gắng mình nhương mắt là mình nhìn từ dưới biển đó, lúc mà trời trọn vạn tối nó từ biển nó đi ngược lên. Thành ra đó cũng là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ là đã đến Melbourne, đến Úc là mình phải đi thăm những cái đó, mình đi xem những cái đó. Và đồng thời dĩ nhiên chúng ta còn có dịp đến thăm những cái farmer, ở đó họ cho mình xem những con thú như là con kangaroo. Kangaroo thì như nhất anh biết đây là một là con biểu tượng, biểu tượng cho nước Úc nữa không? Và kangaroo là gì? Kangaroo là một con chuột loại lớn, nó là một loại chuột, nó là đại thử. Không? Mà nhưng mà con này đó, đặc biệt cho bụng nó là nó có cái túi. Đúng không? Nhất anh thấy rồi gì ha? Thì đó là nó nuôi những con trong đó. Mình thấy cái hình ảnh những con chuột con kangaroo nhảy vào trong túi của mẹ nó, có thể nó chứa được lúc hai con. Và hai con vô trong đó cũng đánh nhau một chút xíu. Cũng giành nhau. Thành ra mình thấy sinh hoạt của loại kangaroo, mình nhìn thấy là những con đà điểu. Đà điểu nước Úc rất là lớn. Và đó cũng là một trong biểu tượng của nước Úc. Nước Úc biểu tượng là đà điểu và kangaroo. Nhưng mà còn một con thú nữa, càng quan sát nó mình càng thấy nghi lạ và càng thấy tìm ra một cái sinh vật nào mà lười biếng. Thì cho đến giờ tôi chưa thấy một sinh vật nào mà làm lười biếng như con đó. Đoán thử nha, có phải con koala không anh? Koala. Không tưởng tượng được cái con koala nó lười đến mức độ là mình cho nó ăn là phải đẩy nó tới nó mới lấy nó ăn, chứ còn chưa chắc nó muốn ăn. Nhưng mà cái con đó thì có đặc biệt là cái móng của nó rất là sắc. Tại nó có thể kéo những cái cây phun diệp đó, nó kéo ra để nó ăn. Và cái răng nó cũng rất là sắc. Thành ra cái con đó, khi mà chúng ta đến gần nó, chúng ta cẩn thận. Tuy nó chậm, nhưng mà nếu nó trúng ra, nó cào chúng mình thì cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà đặc biệt cái con đó là khi nó ăn đó, no xong xuôi, nó có thể bám trên cây, nó ngủ mười mấy tiếng một ngày. Nó chỉ có ăn để nó ngủ thôi, chứ nó không làm gì hết đó. Và nó ăn toàn cây lá phun diệp đó. Thành thử ở bên Úc thì nó có nhiều cây phun diệp, nhưng mà nhiều khi nó ăn hết, sạch hết. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa cái hiểu cái loại đó nó hiện diện dưới đất thì nó là giúp ích gì dưới đất, nhưng mà thực sự cái về mà để thi làm biếng á, có lẽ nó đứng chiếm giải nhất. Không biết sướng hay không, nhưng mà thấy ăn rồi ngủ là sướng rồi. Thứ nhất thì tôi vẫn nghĩ là người du khách đến Melbourne hoặc là đến Sydney, chúng ta không nên ở trong thành phố, chúng ta chỉ nhìn những cái xung quanh đó. Thành có thể xung quanh đó nó vẫn chưa cái đủ những cái cảm nhận cho mình, những cái cảm nhận. Nhưng nếu chúng ta đi ra khỏi cái thành phố, chúng ta đi về như Great Ocean Road mà đi gần hết nơi, hoặc chúng ta đi đến Phillip Island, chúng ta nhìn đời sống của những con penguin, của những con chim cánh cụt, hoặc là chúng ta có thể nhìn cái đời sống của con kangaroo, con đà điểu, hoặc là con koala chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy mỗi một cái sinh vật nó cho mình một cái nhìn khác nhau, và nó cho mình một cái cảm nhận khác nhau. Và đồng thời cái sinh hoạt của con người Melbourne cũng cho mình những cái cảm nhận khác nhau về những cái chuyện chính phủ biết cách lo cho những người cựu chiến binh chẳng hạn, tạo ra công an việc làm. Du khách khi đến nơi, nếu mình chú tâm đến những điều đó, mà chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Và có lẽ đó là những cái mà tôi cho là nước Úc rất là có nhiều cái thắng cảnh thiên nhiên, cũng như thắng cảnh về văn hóa và cái nét đẹp riêng của nó, để chúng ta có thể cảm nhận được.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thế giới trong tầm tay với Trần Nguyên Thắng và Nhất Anh phụ trách đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.